Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Xin chào các vị đồng tu Xin chào mọi người Mời xem Cảm ứng thiên Đoạn Thứ 16 Chúng ta khúc đoạn Hoàn toàn y theo hội biên mà phân ra cái đoạn này có hai câu nói bất lý tà kính bất khi ám thất phía trước nói qua cái đoạn này là Nói phước báo Ở toàn văn là đoạn thứ ba Thị đạo tắc tấn Phi đạo tắc tấn Hai câu này là tổng cương Bất lý tà kính Bất khi ám thất Sau đây là nói tu tích Nhà Phật chúng ta gọi là tu hành. Tu hành quan trọng nhất là tâm địa chân thành. Hai câu này chính là vậy chúng ta thành ý. Chân thật là từ căn bản khởi tu. Lý là nói thân khởi lên động niệm khởi tâm động niệm thân thể động tác chính là lý tà kính tà là đối chứng nói hay nói cách khác là tà tri tà kiến tà ngôn tà hạnh tà kính là chỉ sự việc này cũng chính là nói ba nghiệp trái ngược với chánh lý đây gọi là tà khi ý nghĩa của chữ này là nói rõ cố phạm nên gọi là khi lừa gạt chính mình lừa gạt người khác ám thất là chỗ người khác nhìn không thấy cũng là bờ mé phân ra của thiện ác đoạn ác tu thiện phải ở ngay nơi đây dụng công đó là chân thật tu hành hai câu nói này chính là thực tiễn chân thành dáng vẻ chân thành chúng ta chính mình phản tỉnh kiểm điểm chính mình có làm đến được chân thành hay không dùng tám cái chữ này thì có thể kiểm tra ra rốt cuộc chúng ta có chân thành hay không cho nên hai câu nói tám chữ này nói ra được rất tinh vi tinh tế bất lý tà kính cũng chính là phật đã nói ở trên kinh vô lượng thọ cái ý đoan tâm đoan ý đoan thân đoan chánh người thế gian gọi là đường đường chánh chánh người xưa chúng ta kỳ vọng đối với người đi học quang minh chánh đại đường đường quân tử do đây có thể biết nhà nho nói tiêu chuẩn của quân tử hai câu này phải làm được nhà nho dạy học ở nơi thành tích cũng là ba đẳng cấp quân tử hiền nhân thánh nhân đây là mục tiêu giáo học cho nên nói đi học chí ở thánh hiền làm thánh làm hiền quân tử là nền tảng của thánh hiền nếu muốn làm thánh hiền nhân phải làm được tám cái chữ này phật pháp nói được càng thấu triệt giáo học phật pháp thành tựu cũng phân ra ba cấp a la hán bồ tát phật a la hán thì cũng giống như nhà nho gọi là quân tử bồ tát là hiền nhân phật là thánh nhân tuy thành tích ba giai đoạn này gần giống nhau mà trên thực tế cao thấp khác biệt rất lớn giáo học nhà nho là giáo dục của một đời ban đầu từ thai giáo đến sau cùng là già chết thần chung truy diễn thế nhưng giáo học của phật pháp thì là ba đời có đời quá khứ đời hiện tại đời vị lai ở nơi không gian mà nói Tận hư không khắp pháp giới Đây là chỗ nội dung Không bằng của giáo học nhà nho Cho nên giáo học Phật Pháp Nói được rất là tường tận Rất là chu đáo Sau khi hiểu rõ Liền biết được là một người thiện là một người tốt là việc phải nên làm không nên làm người ác không nên là một người bất thiện cùng với người thiện thì đây là việc thật là vui mừng Chúng ta mong cầu Cả nhà thiện Một nước thiện Một thế giới này đều thiện Bạn có cái tâm nguyện này Có loại hành trì này Thì liền tương ưng với Phật Đạo Đương nhiên ở chỗ này nói là Tà kính ám thất bản đích thực đều có thể làm đến bất lý bất khi. Người thế gian ở quá khứ đều biết vì con cháu cầu phước. Người hiện tại ít rồi. Người hiện tại thực tế mà nói đều gì chính mình có thể quan tâm đến một nhà, quan tâm đến vợ con, con cái thì xem như là không tệ rồi. Thế nhưng làm con cái có thể quan tâm đến cha mẹ ít, thực tế mà nói là không thấy nhiều. đây chính là nhà nho đã nói. Nhà không ra nhà, nước không ra nước. Nhà là gốc của nước. Là kết hợp của ân nghĩa, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Đó mới là có ân mới là có nghĩa nếu như chỉ quan tâm chính mình tự tư tự lợi ân nghĩa đều không có ân nghĩa đương nhiên là thiên tánh cũng cần phải tài bồi ngày sau nếu như hoàn cảnh ngày sau bất lợi ân nghĩa liền bị lợi dụng che lấp thế là người chỉ biết tranh danh đoạt lợi hành vi việc làm dông ân bội nghĩa vậy thì tất cả tạo tác khởi tâm đồng niệm của họ chính là chỗ này nói hai câu lý tà kính khi ám thất họ không phải bất lý không phải bất khi cho nên giáo dục thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì chỉ có giáo dục mới có thể bù đắp được chỗ thiếu sót của ngày trước mới có thể hoàn thành túc căng sáng lạng do đó đại thánh đại hiền của thế xuất thế gian không có một ai mà không toàn tâm toàn lực từ nơi công tác giáo dục nhất là chú trọng giáo dục gia đình cùng giáo dục xã hội chỉ cần đem hai sự việc này làm cho tốt xã hội tự nhiên an định thế giới nhất định hòa bình phải làm thế nào cho tốt? Hai câu nói này quan trọng. Hai câu nói là thân giáo. Là ý giáo. Trong nhà Phật gọi là Tam luân thuyết pháp. Tam luân là nói thân, khẩu, ý. Thân phải là một tấm gương tốt. Phải là mô phạm cho người khác xem đặc biệt là con cái của bạn làm cha mẹ phải làm tấm gương tốt cho con cái chúng từ nhỏ một ngày từ sớm đến tối thấy ngay trong tầm mắt cái ấn tượng này rất sâu sắc cho nên nếu muốn dạy con cái làm người tốt thì cha mẹ phải làm tấm gương tốt đứa nhỏ này tương lai lớn lên tự nhiên hiền huệ cùng đồng đạo lý như vậy trường học thầy giáo nếu muốn học sinh của chính mình tương lai có thành tựu có cống hiến đối với xã hội Đối với chúng sanh, thầy giáo phải làm ra tấm gương tốt cho học trò. Giai đoạn học trò này năng lực mô phỏng đặc biệt mạnh. Ở trường học cùng học với thầy, ở trong nhà học tập với cha mẹ. Nếu như cha mẹ không thể làm ra tấm gương tốt, thầy giáo không thể làm ra tấm gương tốt, nếu muốn đời sau có thành tựu, vậy thì rất khó. Ngày nay quan niệm của mọi người có một nhận biết sai lầm, cho rằng bạn có kỹ thuật bạn có thưởng thức khoa học có năng lực có thể kiếm tiền đây chính là con cái tốt học trò giỏi cái quan niệm này sai rồi ngày nay quốc gia của thế giới tiến bộ đích thực có không ít có năng lực có kỹ thuật có nhà khoa học có thưởng thức khoa học họ mỗi ngày đang phát minh đang chế tạo chế tạo cái gì vũ khí mũi nhọn không phải người thông thường có thể làm ra được chế tạo ra những thứ này làm cái gì giết người hủy diệt thế giới cha mẹ có con cái như vậy thầy giáo có học trò như vậy mà có thể có cảm giác vinh dự hay không đây là một quan niệm sai lầm rất lớn nhất là nuôi dưỡng con cái dạy một học trò tương lai chúng chế tạo vũ khí khoa học kỹ thuật cao để hủy diệt thế giới tự nhiên không bằng nuôi một đứa con tốt dạy một học trò tốt có thể tạo phước cho xã hội tạo phước mọi người hai việc này phải nên làm một so sánh chúng ta làm thế nào chọn lựa đây là trí tuệ đây là phước đức nếu như các vị muốn chân thật tham thấu cái đạo lý này phàm hệ có ảnh hưởng đối với chúng sanh đối với xã hội đều là tà kính trong giới luật của nhà phật thì nghiêm khắc ngăn cấm không được chế tạo công cụ sát sanh. Vào ngày xưa, thì bạn tạo dao súng, chế tạo cung tên. Đây đều là sát sanh. Trong giới luật nhà Phật nghiêm cấm không những không thể chế tạo Nghe đến mua bán Đều phạm giới Đều phá giới Vào thời xưa Những công cụ Binh khí Sát sanh Thực tế mà nói Mức độ tổn hại đối với chúng sanh Rất nhỏ Giết một súc sanh nhỏ Còn cần phải phí không ít khí lực Hiện tại vừa ấn nút Một quả bơm nguyên tử phát nổ Mấy trăm vạn người mất mạng Đây là dinh dự sao? Nếu như nói dinh dự, đó là dinh dự của Ma Dương. Dinh dự của quỷ quái Không phải dinh dự của người Bi ai của người Bi ai của thiên nhân Tà ma cảm thấy vinh dự Ngày nay Hai cái chữ tà kính này Ý nghĩa So với ngày xưa Thật là quá lớn Quá nhiều Ám thất Cái ý nghĩa này Cũng rất sâu chỗ mà người không nhìn thấy bạn ở riêng một nhà đây là ý nghĩa văn tự biểu hiện thâm nghĩa của nó tinh nghĩa của nó là ý niệm giấu ở ngay trong nội tâm của bạn dưới trời trong gió mát cùng gặp mặt đối diện với người khác người ta cũng không biết bạn giữ là cái tâm gì bạn khởi lên là cái ý niệm gì đây cũng gọi là ám thất có thể thấy ý nghĩa của ám thất cũng rất sâu cũng rất rộng chân thật làm được ở mọi lúc vào mọi nơi không tự gạt không gạt người công phu thành kính đại sư ấn quan vậy chúng ta tồn thành tận phận tồn thành là chúng ta giữ tâm tám cái chữ này là giữ tâm tận phân phân là bổn phận tận bổn phận của chúng ta lợi ích xã hội lợi ích chúng sanh nhất định không nên vì chính mình vì chính mình chắc chắn có lỗi lầm bạn muốn hỏi tại vì sao vì chính mình là mê vì chúng sanh là giác. Vì chúng sanh, chính mình cũng là một chúng sanh. Đại công vô tư. Do đây có thể biết vì chúng sanh là gì đại ngã? Là gì chân ngã? Vì chính mình là gì tiểu ngã, là gì giả ngã? cái đạo lý này nhất định phải hiểu chân tướng sự thật nhất định phải cho rõ ràng tường tận sau đó bạn mới thấu hiểu ý nghĩa của hai câu nói này bạn mới biết hai câu nói này phải nên làm thế nào hơn nữa là không làm không được hai câu nói này là thâm tâm trong bồ đề tâm Thâm tâm, hiếu thiện, hiếu đức Chân thật, hiếu lạc Không hề thêm chút miễn cưỡng nào bên trong Tạo phước, tích công, bồi đức Đều từ trên nền tảng này Mà mở rộng Cho nên Nếu không giữ tâm như vậy không cần nói tu hành Bạn khó rồi Bạn ở thế gian này Muốn cầu Phùng hung hóa kiết Tiêu tai khỏi nạn Đều không làm được Nhà Phật không luận một tông phái nào Tu hành đều chú trọng Tu từ căn bản Hai câu này là đại căn đại bổn ý nghĩa sâu rộng vô tận hy vọng đồng tu chúng ta phải lưu ý phải nỗ lực học tập các vị đồng tu chào mọi người hôm qua dạng đến tu tích tồn thành hai câu nói trong kinh văn bất lý tà kính bất khi ám thất hai câu nói này thực tế mà nói là căn bản làm người học phật thánh hiền của thế xuất thế gian dạy bảo tất cả chúng sanh quan trọng thứ nhất chính là dạy chúng ta có năng lực phân biệt thiện ác phật pháp mục tiêu giáo học có ba tầng lớp chúng ta ở ngay trong lúc giảng giải cũng thường hay nhắc đến cái giai đoạn thứ nhất là dạy người đoạn ác tu thiện giai đoạn thứ hai là dạy người phá mê khai ngộ giai đoạn thứ ba là chuyển phàm thành thánh căn bản của nó ở ngay hiện tiền chúng ta giai đoạn thứ nhất nếu như chúng ta đối với thiện ác đều không thể nhận biết ác làm sao có thể đoạn thiện làm sao có thể tu cho nên có năng lực phân biệt rõ ràng cái gì là thiện cái gì là ác đây chính là nhà phật gọi là khai ngộ chân thật khai ngộ thế nhưng hai chữ này thực tế ra mà nói không dễ gì làm cho rõ ràng nếu như chúng ta không ở ngay nơi đây mà hạ công phu tu học phật pháp mục tiêu thứ nhất thì chúng ta rất khó đạt đến mục tiêu thứ nhất đạt đến mới chắc chắn không đọa ba đường hai chữ này làm thế nào phân biệt trong quyển sách này chính là một tiêu chuẩn là một tiêu chuẩn rất tốt từ trên nguyên lý nguyên tắc mà nói nó đem thiện ác hai phương diện này nói được tường tận thế nhưng người hiện đại chúng ta tâm ý qua loa cho dù đem thiên văn chương này đọc qua ba ngàn lần cũng chưa chắc có năng lực phân biệt thiện ác cho nên ác không dễ gì đoạn trừ thiện rất khó mà tu tích đạo lý chính ngay chỗ này chúng ta niệm phật nếu muốn cầu sanh tịnh độ Hai chữ này cũng không làm được Đó là mê hoặc Trong lòng mê hoặc Ác nghiệp Vẫn tiếp tục tạo Miệng của bạn chưa tạo Thân của bạn chưa tạo Ý của bạn đang tạo Niệm niệm tương ưng với ác Không tương ưng với thiện Niệm Phật như vậy Đối với việc giảng sanh Sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn Chúng ta không thể không biết Cho nên Đại sư Ấn Quang ngay trong một đời cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn cảm ứng thiên an sĩ toàn thư ngài rất là xem trọng ở vào thời đại đó phiên ấn lưu thông hơn 300 trăm dạng cuốn đích thực làm cho người kinh ngạc. Tại vì sao Ngài phải làm như vậy? Mục đích chẳng ngoài cứu vãn kiếp giận giúp đỡ người niệm Phật bình bình an an được sanh tịnh độ Người xưa thường hay khuyên bảo người trì giới niệm Phật. Bạn đem ba quyển sách này. Số lượng không lớn. Lý giải thấu triệt, tính thọ phụng hành thì gọi là trì giới. Niệm Phật mới có thể giảng sanh trong hội biên chú giải nói được nhiều nói được tường tận nêu ra rất nhiều thí dụ để chứng minh những việc để nêu ra này thực tế mà nói không thể nêu hết trong đây đã nêu ra một số người Chẳng qua là Một hai phần dạng mà thôi Nếu như chúng ta lưu ý mà nói Chính vào thời đại hiện đại này Chúng ta tỉ mỉ quan sát Thiện ác Quả báo Rõ ràng Tường tận Thông suốt thấu đáo người tâm ý qua loa không thể thấy ra được người tâm ý cẩn mật rõ như lòng bàn tay chúng ta có lỗi lầm lỗi lầm gì nghiêm trọng nhất chính là tự tư tự lợi khởi tâm động niệm Đều là gì lợi ích của chính mình Khiến cho chúng ta mờ mịt Đối với phải quấy Thiện ác Không thấy được rõ ràng Đem đoạn ác tu thiện Giáo huấn quan trọng như vậy lơ là đi cho nên cho dù ngay đời này duyên phận không tệ được thân người gặp được phật pháp nhất là gặp được pháp môn tịnh độ thù thắng thế nhưng ở ngay trong một đời này vẫn cứ là không thể thành tựu bạn nói xem đáng tiếc dường nào thế gian không có việc gì đáng tiếc hơn so với việc này chúng ta trong lòng của chính mình phải tường tận vậy phải làm thế nào mới xem là chân thật tu hành tu hành hai chữ này ý nghĩa của nó trước tiên chúng ta phải làm cho rõ ràng hành là hành vi hành vi trong phật pháp đem nó phân làm ba loại lớn thân ngữ ý thân thể tạo tác nhất cử nhất động hành vi của thân nghiệp khẩu là ngôn ngữ ý là tư tưởng kiến giải cách nghĩ cách nhìn của bạn đây là hành vi của ý ngay trong hành vi ba nghiệp quan trọng nhất là ý nghiệp khởi tâm động niệm Nếu như tâm niệm của chúng ta Mỗi niệm vì lợi ích chúng sanh Đây là thiện Nếu như mỗi niệm vì lợi ích chính mình Đây chính là ác Lợi ích chính mình Cũng còn lợi ích chúng sanh đây là trong ác có thiện. Lợi ích tất cả chúng sanh, trong đó còn mang theo lợi ích của chính mình, đó là trong thiện có ác. Đều phải có thể phân biệt rõ ràng. Đoạn ác tu thiện, bạn mới có chỗ ngộ nhập. nhất định phải biết được kiếp người khổ đau ngắn ngủi ở trên kinh phật thường nói thế gian vô thường cõi nước không an người chân thật tường tận họ sẽ nắm chắc lấy cơ hội này nắm lấy duyên phận này đoạn ác tu thiện tích công bồi đức thiện ác là trong ba cõi vấn đề trong ba cõi không giải quyết được siêu diệt ba cõi thì không thể nào các vị phải nên biết có một số người không có đi học không biết chữ dường như là đạo lý gì cũng không hiểu lâm chung niệm phật có thể tự tại giảng sanh không nói quá khứ nói hiện tại hiện tại còn có không ít người tôi đã nghe được Tổng cộng có mấy mươi người Khi lâm chung Biết trước giờ chết Rõ ràng tường tận Đứng mà giảng sanh Ngồi mà giảng sanh Tướng lạ hy hữu Dường như thấy họ Đều không quá rõ ràng với những đạo lý này Trên thực tế Người ta đã vạn duyên Buông bỏ bạn tỉ mỉ mà quan sát họ tâm địa của họ một mảng từ bi chân thật không có ý niệm tự tư tự lợi cho nên mới có cái tướng lạ này nếu như mang theo một chút ý niệm tự tư tự lợi giảng sanh cũng có tướng lạ như thế sẽ không có Sự việc cảm ứng này Vi diệu cùng tổ Chúng ta phải tỉ mỉ quan sát Tỉ mỉ thể hội Chăm chỉ nỗ lực Phụng hành Nhất định Có chỗ tốt đối với chính mình Không hiểu rõ cái đạo lý này cho rằng chính mình đang hành thiện cho rằng chính mình đã lìa khỏi ác nghiệp loại hiểu sai lầm này thường hay xem thấy tồn tại phổ biến nhất là cái xã hội hiện đại này mỗi mỗi giai tầng thật đúng như người xưa đã nói tích phi thành thị mọi người đều sai mọi người đều sai thì đúng ở trong thế pháp có lẽ miễn cưỡng có thể nói như vậy thế nhưng ở nhân quả ở trong phật pháp chắc chắn sai lầm không phải mọi người sai rồi thì thành đúng nhân quả không thể bỏ sót bạn thiên địa quỷ thần không thể bỏ sót bạn trong chú giải nêu ra rất nhiều thí dụ thí dụ nói tài tiền tài chánh dụng là giúp đỡ xã hội nhất là chúng sanh khổ nạn chúng ta xem tiên hiền xa xưa các ngài làm thế nào đối mặt với những vấn đề này bạn tích tài được nhiều là do bạn tu tích phước báo một người tường tận người giác ngộ chỉ lấy cái cần thiết chính mình cần thiết dùng hơn nữa một người có tâm từ bi người có lòng yêu thương đời sống của chính mình đều rất tiết kiệm tiền tài dư ra đều có thể giúp đỡ người khác nhân sĩ xã hội mà còn như vậy huống hồ là người học phật thế nhưng thế gian người tốt học phật cũng có thí dụ nói tu tài bố thí như đại sứ ấn quang đại sứ ấn quan cả đời in kinh bố thí ở vào thời đại đó hiện đại tiến bộ hơn nhiều so với quá khứ ngoài kinh phật ra còn có băng ghi âm băng ghi hình hiện tại còn có cd cùng vcd đều xem là công cụ lưu thông Phật Pháp Đệ tử Phật gọi là Pháp Bảo Đại sư Ấn Quang Tiếp nhận Cúng dường Của bốn chúng đệ tử Tiền cúng dường chính mình một xu cũng không dùng đến Chuyên môn để làm những việc này Cả đời chỉ là một việc này Phương thức của Ngài làm rất tốt Tôi nghĩ phương pháp lưu thông Không phải Đại sư Ngài định ra nhất định là người bên dưới ngài định ra. Ngài lưu thông có hoàn toàn miễn phí tặng cho. Đối với những người không có tài lực mua sách, người đời sống tương đối khó khăn, hoàn toàn miễn phí. Người có đời sống tương đối dư giả một chút Ngài nhận nửa giá lưu thông Người giàu có Thì Ngài lấy đúng giá lưu thông Nửa giá là phân nửa giá vốn Do đây có thể biết Lưu thông giá vốn Thì Ngài cũng không kiếm được số tiền nào tại vì sao có cách làm như vậy mục đích này không ngoài đây là cơ hội trồng phước cho bạn cơ hội trồng phước không để bạn lỡ dịp là cái ý như vậy chắc chắn không ở nơi đây nói có kiếm tiền hiện tại có một số tín đồ có loại quan niệm sai lầm này chúng ta đem tiền kiếm ra làm tiền vốn để chế tác in ấn lưu thông tiếp cái ý niệm này các vị nói xem có đúng không không thể nói không đúng cũng không thể nói toàn bộ đúng theo cái nhìn của thế tục làm ăn mua bán cái khái niệm này là đúng trong phật pháp là không đúng Trong Phật pháp các vị phải nên biết tài dụng đó dùng không hết, dùng không cùng tận. Bạn cần gì phải kiếm chút ít tiền này. Hậu đài của Phật pháp là chư Phật Như Lai. Cái phước báo đó thế gian không có người nào có thể so sánh. các vị đều không cần phải xem người khác chỉ cần bạn bình lặng xem qua cái đời này của tôi đã làm ra tôi từ trước đến giờ chưa từng bán qua một quyển sách không cần nói giá vốn một phần trăm của giá vốn tôi cũng không nhận bạn xem tiền càng ngày càng nhiều sách càng in càng nhiều đây chẳng phải là chứng minh rất tốt hay sao Cư sĩ Lâm Các vị ở nơi đó Mỗi ngày ba bữa ăn còn có hai buổi điểm tâm Mỗi ngày năm lần cúng dường Hiện tại tôi thấy người ăn cơm Càng ngày càng nhiều Cư sĩ Lý nói với tôi Mỗi ngày bình quân người ăn cơm có đến 800 người Tôi thấy hiện tại có hơn ngàn người Không hề hỏi người nào một xu tiền Càng ăn càng nhiều chúng ta lưu thông những phật pháp càng lưu thông càng nhiều, quai thần gia trì của tam bảo không thể nghĩ bàn. Nếu như chúng ta ngay một chút lòng tin này cũng không có, thì chúng ta sai rồi. Cho nên dẫn đến trong đoạn văn bất lý, tà kính bất khi ám thất, tà cùng ám. Ý nghĩa rất sâu, rất rộng Vô cùng tinh mật Chúng ta Phải có thể thể hội được Phải từ nơi tinh mật này mà làm Chân thật làm thiện Chân thật thiện tâm Vì Phật Bồ Tát Làm việc vì tất cả chúng sanh khổ nạn phục vụ tự nhiên được phật lực gia trì tự nhiên được long thiên thiện thần giúp đỡ chúng ta đem phật pháp Giới thiệu cho tất cả Chúng sanh khổ nạn Hy vọng những chúng sanh này Đều có thể do đây mà được độ Cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vọng tây cư sĩ a công, gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật